Quy hoạch phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đánh giá, Hà Nam có vị trí địa lý, kinh tế, vị trí thuận lợi là lợi thế quan trọng, tạo cơ hội cho Hà Nam thu hút mạnh mẽ thị trường khách du lịch xuyên Việt và khách du lịch cuối tuần của thủ đô Hà Nội. Để khai thác hiệu quả các dự án du lịch, Hà Nam cần phải khắc phục những bất cập, vận dụng linh hoạt cơ chế trong huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch, chú trọng đến các giải pháp đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch, đồng thời quan tâm đến công tác quảng bá và xúc tiến du lịch và hệ thống dịch vụ thương mại phục vụ du lịch. Trong cái bối cảnh khó khăn đó là cái Covid vừa rồi thì hiện nay chúng ta đang rất quan tâm tới cái thị trường nội địa để làm sao chúng ta duy trì được cái tốc độ phát triển của ngành du lịch của chúng ta. Đối với lại các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ phải có những cái chính sách làm sao để hỗ trợ các cái doanh nghiệp. Được đánh giá là tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch, song thách thức đối với phát triển du lịch tại Hà Nam còn rất nhiều. Để đạt được mục tiêu đón 10 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030, trong đó có 800.000 lượt khách quốc tế, thực sự là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Du lịch Hà Nam cần có sự cộng đồng trách nhiệm từ việc xây dựng, thực hiện quy hoạch đến công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch. Tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban tỉnh có ban hành các cái cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển du lịch nói chung và đặc biệt là hỗ trợ, hướng dẫn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch để cùng với Hà Nam đẩy mạnh cái hoạt động du lịch. Với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đến năm 2050, Hà Nam trở thành một trung tâm du lịch của vùng thủ đô, kết hợp hài hòa của các loại hình du lịch sinh thái, sáng tạo, nhân văn, với các sản phẩm chất lượng cao, chuyên nghiệp, vừa bảo tồn, khai thác và phát triển sự sáng tạo, bền vững những giá trị sinh thái văn hóa tâm linh.